mà mình không có muốn cho những cái người ta bị mất lòng tin, cho nên mình cứ ở ngoài này thì họ vô chùa họ không có trách mình, còn mình mà vô đó mình ngồi nói chuyện này là chắc họ trách đó. Ừ. Cho nên cái tánh mình không có muốn người ta khởi tâm không tốt, mình cứ núp né ở nhiều người bức xúc. Anh là chủ cái building này mười mấy triệu á bác, bây giờ 15 tới 20 triệu cái building này. Nếu mà con có lòng tham, con lấy cái building này nè, là con đi kiếm cái chùa nhỏ nhỏ chừng 2 triệu 3 triệu thôi, con dời cái là con có đống tiền, con xây cái núi bự hơn nữa đúng không? Con không bao giờ làm vậy. Ở đây á, là con tin tưởng mấy ngài hộ pháp. Hồi sáng á, bốn vị hộ pháp vô nói chuyện với con. Mấy vị nói là cái này thì mà cũng như anh giờ mấy vị cõi vô vi á, mình làm gì mình cũng phải hỏi trên. Ở trong đó bốn vị hộ pháp linh lắm á. Hồi sáng con có bàn với mấy ngài rồi. Thì mấy ngài nói mình ở đây với sư phụ có cái phòng ở trọng kia, đứa nào muốn lại cha mẹ vô tuốt trọng bấm 5399 vô cái phòng trong đó là có hình cha mẹ, là cái phòng đó của sư phụ ngày xưa đó, là cái office đó, cái main office ở trong đó. Rồi cái lúc mà sư phụ dọn đi qua bên kia thì lấy cái phòng đó là thư viện, trong đó là kinh sách không à, với có thì Phật tử họ không có nói. Phật tử ở đây khó tánh lắm. Ai tu càng cao càng khó. Tại vì mới biết lực á, họ chấp hành quy lực nhiều hơn. Còn người mà đã rành rồi á, họ hiểu được. Trong pháp Phật á, mình thấy ác nhưng mà lại thiện, thấy thiện lại là ác. Nó có mấy cái đó nữa. Cũng giống những người cha mà khó tánh nó dạy con á, là muốn con mình nên đúng không? Còn mấy người kỳ hề hề là đó là mình làm con mình hư á. Còn ở Việt Nam á, có nhiều tiền đưa cho con cái nó qua Mỹ, nó đâu học gì đâu, đi chơi không, Chơi không à? ừ Qua đây đâu chơi học, xong rồi kiếm kiếm đường ở lại thôi, đa số tất cả đều đa số đi kiếm sanh vậy. kiếm chỗ qua để mà sanh Đấy đấy đấy, sanh sản rồi lấy quốc tịch Mỹ rồi vậy. Khổ tâm mà cứ đầu óc cứ lo suy nghĩ đủ thứ, buông buông được là tất cả là khỏe nhất á, tôi thấy không lo gì hết. Con buông mà con cũng đâu có khỏe. Anh chưa buông được mà anh Ờ, bác nói một thứ con không buông đi. hả Bác nói chúng là con khen bác hay nghe nè, đang quay cho cả thế giới nghe nè. Cái nào mà con không buông thử bác nói này, nếu được con điều chỉnh. Không buông chỗ nào? Bây giờ muốn Thì bác nói con không buông chỗ anh nào? ha. Bác nói thật, bác đừng có ngại gì trơn á. Không có, đừng có ngại. Chỗ nào con không buông? Cái vấn đề bây giờ anh phải giao hết cho cái người nào họ lo cho anh đi, Lo cái gì? lo vấn đề mà hãng xưởng của anh để anh chuyên bên tu đi, nếu thực sự anh là người mà của bề trên. Ủa, cái sứ mệnh là nửa đời nửa đạo. Ồ. Cái sứ mệnh của con á là vừa đạo vừa đời. Còn thời nay mà nếu tu không á, ngồi chỗ ngày xưa cũng tính tu năm 2015 ở ngay đây nè, con có bi bác đàng hoàng là thằng con đúng 18 tuổi là cạo đầu đi tu ngay trong bàn thờ này, vừa quỳ xuống là mấy mấy hòa thượng lớn cản liền. Con vô tu cũng giống như mấy huynh của con thôi, cũng đi giao duyên. Con ở ngoài một năm á, con cúng dường hàng chục triệu là cũng là tu rồi. Thì đó con trả lời với bác, chứ đâu phải là con không muốn ở nhà, con còn một đống y bác luôn á. Là mấy mấy hòa thượng lớn của mình ở Mỹ là cản lại á. Con nói thật, con nói đây con đâu có ấy đâu, ngay đây luôn á, trên không cho anh đi, chơi không cho trên không cho à, anh. nửa đời nửa đạo. Phải phải ở nửa đời nửa đạo. Bây giờ nếu mà mặc áo y bác áo vàng cạo tóc, bác nghĩ thử á, là bao bao nhiêu người đời bây giờ người ta còn tin tưởng vào những độ được bao nhiêu người. Con nửa đời nửa đạo, nhưng mà con nói sự thật, những là cái quan trọng nói cái gì là sự thật từ tâm của mình. Cái quan trọng á, là con không còn dính tới tiền. Tức là bây giờ anh giao hết, anh không có dính tới tiền. Không phải dính tới tiền, mình cần cái công ty để mình làm tiền, nhưng mà con không có phải là tham tiền. Trên tài danh sắc thực thì đã thề trước mặt Phật, đụng tới là quỷ sát. Nhưng mà tiền chánh nghĩa, tiền làm di mạch, tiền làm chip,
chứ mình không phải là tiền đi nịnh hót hay là ban đêm rủ người ta đi ăn dinner, ăn hối lộ để mình lấy contract, lấy hợp đồng, mà con không có làm chuyện đó. Nhưng mà con làm bao nhiêu thì là của bá tánh bao nhiêu thì đâu có sai, đúng không? Mà cái đó đâu phải dễ làm. Năm nay là con xài gần khủng khiếp, gần cái chục triệu tiền mặt để mà lo cho đạo, lo cho chùa. Mà nếu người đời người ta chỉ cần lấy chục triệu ta mua cái biệt thự khổng lồ ở Hawaii, người ta nằm đi, con cũng lo cho hậu thế không à. Mua đất ở Houston rồi làm bao nhiêu chuyện cũng nghĩ toàn là cho tương lai người Việt thôi. Thì cho nên cái phần đó đó là nó phải coi lại, nửa đời nửa đạo nó khó hơn là ở trong đạo không. Còn trong đạo là ngày xưa cái ý tưởng đó là con đã từng làm rồi, con có 3-4 căn nhà để nó nhện văn, con mua chiếc OV con đậu ngay sau lưng này nè, tối ngày cứ ăn chay ngồi thiền rồi đi khắp các tiểu bang rồi giao du với mấy thầy, rồi tới tính bỏ trong băng chừng triệu ở trên chiếc OV. OV cũng hơi sang đó, cũng mấy trăm nghìn chiếc OV đẹp lắm. Nhà thì để chống chơi vậy đó, công ty thì cho ai muốn làm gì làm. Trong nhà có người đang lo bảo quản cái hệ thống thì thời đó là tính vậy, nhưng mà cuối cùng mấy gì không có chịu. Bà trên và với mấy thầy lớn ở đây nè, mấy thầy Việt Nam mình á, họ có cái cặp mắt nhìn. Hồi đó Hòa Thượng Thái Siêu nè, rồi Hòa Thượng Như Điển nè, rồi những thầy lớn của mình ở đây nè, hải ngoại á. Không phải là chưa dứt, là mấy thầy nói là tu không có nghĩa là mình phải tu như kiểu mà vô hang đá ngồi này nọ. Mình đi độ đời, đi làm những cái chuyện con thí tài, thí pháp thì cũng là tu. Còn bây giờ đó mấy thầy chổng cũng tu từ nhỏ đó, tu trên giường. Có giường ngủ kinh Lăng Nghiêm 5 giờ sáng không có ông nào chịu thức gì đọc hết. Còn con á, con người đời nhưng mà con đọc đó. Cho nên miễn làm sao 12 giới luật của thiên tâm con giữ tròn là đúng, là sau này á, một kiếp này con đi về trời, con không có ở lại nữa. Anh đã nghe anh lời thề mà anh có cái lời thề nhưng mà không độ được chúng sanh thì anh không có thành Phật. Cái đó có ngày Địa Tạng nghe. Của ngày Địa Tạng chứ không phải là anh. Của ngày Địa Tạng của con khác một chút. Trên thế giới này, cái quả địa cầu này, khi nào còn sự bất công thì con sẽ không thành Phật. Con cứ đảo tới đảo lui vậy đó. Còn sự bất công nó khó hơn, bất công nó khó hơn. Nhưng mà con bảo đảm khi Phật Di Lặc xuất hiện thì sẽ có sự công bình, nghĩa là không còn có thể chế độc tài với các Marx Lenin. Thì làm sao mà có những chuyện ăn cắp lá phiếu, thì làm sao có những chuyện đi chế vũ khí đạn dược làm gì nữa. Nước giàu ăn hiếp nước nghèo, nước mạnh ăn hiếp nước yếu, lấn Biển Đông rồi lấn Hoàng Sa. Nghĩa là khi mà một cái thời đại vàng kim trong tương lai là bảo đảm sẽ có công bằng. Người nào không công bằng cũng y chang như Nga Xô thời nay, bị tẩy chay lập tức. Như Trung Cộng bây giờ thấy không, hồi xưa mạnh như cái gì, mới có chớp nhoáng thôi bây giờ là nghèo. Hồi xưa thấy hàng hóa trong Costco nó bán 70-80% Made in China, bây giờ đâu còn nữa đâu. Từ một nước cực kỳ thu nhập income cao, kinh tế lên dù mà giờ đâu còn gì nữa, tiêu hết. Đó là từ từ trả lại sự công bằng cho nhân loại. Nếu không công bằng, tại sao Nga đó nó nghĩ nó lấy thằng Ukraine dễ dàng, mà bây giờ đâu lấy được, đúng không? Nó muốn nuốt chửng Ukraine giống như rắn mà nuốt chuột vậy đó, nuốt cái trứng vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, ai thua mình thấy rõ đó. Cái đó gọi là màu nhiệm, gọi là cơ trời á, là đi đúng. Sau này Biển Đông dậy sóng, Đài Loan á, cái chính sách mà tự do của Đài Loan á, thì cũng y như trong tiên tri nói là Đài Loan sẽ thắng Trung Quốc vậy đó.
tức nghĩa là con chuột sẽ thắng con voi á, thì cũng y vậy thôi. Rồi chung cộng chia 5 sẽ 7. Tại sao nó chia 5 sẽ 7? Là tự vì trong đó nè, những cái nước như Vân Nam hay là Quảng Châu hay là Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và những cái nước mà hiện bây giờ nó thành một khối á, tự động nó đòi độc lập. Thì cái đó không chia 5 sẽ 7 là cái gì? Chỉ có mong như thế thì mày may ra mới... Nó sẽ như thế chứ cần gì phải mong như thế, nó sẽ... Không bị đe dọa nữa chứ, còn nếu mà nó liên kết lại, nó thống nhất lại là coi như Việt Nam mình cũng tiêu. Nếu không như vậy, trong sấm cơ sáu quyển của Đức Thầy nói Việt Nam sẽ thành cường quốc. À, tất cả nước trên thế giới sẽ về chầu Minh Dương rồi là sao? Đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ở bển có người nói Bắc Trọng là Minh Dương thì không lẽ đi quỳ với Bắc Trọng hả? Có người ở bên Việt Nam có clip nói Bắc Trọng là Minh Dương thì cũng đúng đi. Ổng là vua đi, cho Bắc Trọng đang là vua. Thì thế giới đâu bây giờ thế giới chưa có quỳ ổng mà. Nhưng mà trong sấm cơ Phật không gạt mình. Đức Thầy là Phật nha. Đại Ca Diếp là Phật rồi. Phật làm gì nói sai? Thì bây giờ để thử coi 18 nước có về quỳ lại Bắc Trọng không? Ê, cũng mong ơn trên phò hộ chứ tới ngày đó. Không, mà trong mắt con thì coi như Bắc Trọng là vua rồi. Ổng muốn đốt ai thì ông cưa, ông đốt, ông thảy vô, ông lò thôi. Lò bây giờ tiếp tục ổng dẫn đốt và ổng lên trên ổng hiệu triệu để là... Thầy kệ. Ai cũng có nghiệp quả thì Bác Trọng xả nghiệp giùm cho họ thì họ khỏi bị đầu trâu mặt ngựa kè đi. Mình trả nghiệp thế gian này nhiều khi nó sướng hơn trả nghiệp bên kia. Tại bên kia khi mà thần hồn, thần cái thần thức của mình nó lìa khỏi xác ở trong cái nhà thương phòng ICU là nó sẽ có một cái luồng khói đen xoáy vậy nè. Mà khi cái luồng khói đen đó mà hút cái thần hồn mình vô, gia nhập vô, nó cũng như mình là một làn khói. Bác có ra ốc hiêu coi người ta thiêu xác không? Cái khói phật lên cái là mất luôn phải không? Là nguyên cái 180 phao á là cũng một cái phật khói, một nhóm khói thôi. Ba chừng chút cái mất tiêu là con coi hoài gì. Thì huống chi cái khói đen của cái hồn của mình nó còn ít hơn vậy nữa. Nó quấn vô trong một cái xoáy xoáy đen nè. Nhiều khi nó quấn vô hàng tỷ năm á, con người xuất ra không được cái làn khói đó. Muốn đầu thai thành con chuột thôi á, để mà có một chút không khí oxy thôi cũng không được. Tại cái luồng khói đen nó không có ăn uống, nó không có cảm nhận, nó không, muốn cái gì cũng không được hết. Nó bị cái lực của thiên ma hút vô vậy. Là những người ác là vậy đó. Đó là nhập vô trong một cái đại linh khói của trượt. Mà hôm nay còn xác phàm có thể mình thay đổi được cái đó. Cho nên con nói hoài à, con thấy nhiều người tiếc lắm. Còn chút xíu xong quay về hướng Đông Bắc lấy hội thiên. Rồi cái tư tưởng của mình nó thay đổi một chút. Thì mình không có bị cái luồng khói xoáy đó nó hút đi. Chà, mưa hả? Ủa sao cái thời tiết này ngộ ha? Nó không có mưa trong. Ở dưới San Diego đó. Nhưng mà bầu trời trong vậy mà. Southern California, bảo. Coi thử cái weather đi. Bảo nó ảnh hưởng đó, ảnh hưởng tới mình đó. Con nghĩ cái này nè, rõ ràng nó nói là nắng mà. Thôi kệ, ngồi đây đi, khi nào mưa lớn hả tính. Này mưa chút chút cho nó mát. Ở đây bữa nay có cảnh ngay chùa này. Hôm qua chạy giặt qua cái xóm xó kia trong góc núi. Rồi, từ nay sau mình sinh hoạt đây. Khỏi phải chạy lòng vòng. Ai muốn lại Phật thì vô chổng lại cũng được. Hồi hôm trên núi mình á, mấy giờ thiên xuống ăn trung thu chung với mình đông lắm á.
hồi xưa cũng vậy nữa. Hồi xưa có nhiều nít mà cầm lồng đèn á, là trên bầu trời cả hàng vạn đứa nít nó cũng chung với chơi với nít mình. Hôm mấy vị thấy mình vui, mấy vị cũng vui lắm. Cái cảm ứng của mình cùng cái cảm ứng của các chi vị trên bầu trời, ở dưới này mình sao là mấy vị hiểu hết. Đây có Phật Bà Ngâm cũng linh, tượng đó có điển đó, ai khấn gì cũng được cái đó. Tại vì cái bàn tay thiên của sư phụ lập ra cái chùa này thì chư thiên theo hộ. Cũng giống như mỗi chùa hay là gia đình, người ta có tiền người ta mua cái tượng về nhà hay là một cái am gì của họ đó để thờ, chưa chắc là có điển vô. Điển có nghĩa là Phật ngự á, họ phải lập bàn họ khấn họ xin tùm lum. Còn riêng cái tay của sư phụ á, chỉ cần lấy nước rửa cái tượng cho nó sạch, đừng có cái dấu tay của những người trượt đã từng đụng vô thôi, thì tự động chư vị cho điển vô liền. Có mấy lần mấy ngày hộ pháp mà ở trong cái điện Phật á, cái tượng mà mấy vị đứng mà có màu xanh màu đỏ rồi đó, mỗi lần sư phụ đặt lên cái là vị nhảy vô đứng đó liền. Đó là giống như cái nhà của mấy ngày vậy đó. Mấy ngày có thể biến thân cả dạng khắp tất cả các nơi được. Nãy bác hỏi câu đó cũng hay ha, sao không bỏ đời luôn là đạo luôn. Con cũng muốn lắm, nhưng mà cái chỗ yếu, xưa Phật Thích Ca đã dạy mình á, ở thời mạt pháp á, hàng đệ tử cư sĩ, con thuộc dạng cư sĩ tại gia, hễ ai mà làm lợi lạc cho quần sanh thì đó là đệ tử ta. Còn ai mà mặc áo vàng cạo tóc mà làm hư pháp của Phật, đó là con cháu của ma quỷ. Cho nên mình không có chấp mặc áo hay là không mặc áo, đóng tóc hay là không có tóc, miễn sao cái kết quả đó nó quan trọng. Con mở chùa con chứng kiến nhiều chuyện ở trong này vui lắm, mà nếu mà con kể chắc người ta cũng cười. Mấy ông thầy tu cả đời mà mấy ông bê đê ghen nhau quýnh lộn, phải mà con đâu có nói chuyện đó làm gì. Có khổ một cái quýnh lộn rồi xong rồi cô tư của mình á, bà đọc kinh đây bà gọi, bà quản hồn bà gọi 911, cảnh sát tới thì chủ chùa phải ra xử. Đây nè, ngay đây nó có nữa. Rồi thêm cái ông thầy ở đây tu cũng từ nhỏ, cái con nhỏ em dâu, tại vì thường cái này như chùa nhà rồi xưa không, thì mấy ông đi bác sĩ đi đâu thì mấy đứa nào rảnh thì cứ xẹt qua xẹt về á, đứa làm ca sáng ca tối, đứa nào rảnh giờ nào tới đây cũng như chỗ này cũng như mình get together vậy đó, tập trung. Cái nó chở ông đi bác sĩ, chở sao về cái anh đang lái xe cái để cái tay rảnh ở dưới này nè, thế mà lái một tay vậy đó, tưởng cái ông nắm tay nữa quả hồn, rồi còn ôm hung nữa, nó ngừng chút quê nó đạp ông xuống. Ông đi bộ về à. Ông đi bộ về đây có luôn. Nhưng mà hiện giờ ổng cũng đang giảng pháp trên đài nhiều lắm, cho nên bác mà nhắc mấy cái tên nãy là con thấy chỉ có cười thôi. Người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh với lời nói trên YouTube á, người ta không có hiểu. Còn con cũng có hình ảnh trên YouTube, nhưng mà con cũng có thiệt ở đây đúng không? Mà con thấy đa số 100 người mà về núi mà kiếm con á, người ta thích thiệt hơn. Tại ngoài thiệt người ta thấy con dễ thương hơn nhiều, đẹp trai hơn nữa phải không? Không thì em mấy bác đi qua hàng khác á. Còn mấy ổng á, mà mấy mấy bác mà gặp thiệt ở ngoài hôi quải lắm. Nãy có cái tên của ông mà bác nhắc nữa đó. Dạng hay hay. Nhiều chỗ này nhiều lịch sử vui buồn lắm. Chị Bảy rảnh đây hết. Bả đâu rồi? Mai á, bả cũng được 5 nút rưỡi. Bả mà có 7-8 nút mà còn mi nhon chút mà trẻ trẻ chắc cũng không xong tới giờ này.
Tôi nói về về đạo và đời anh Kiệt. À. Thì không biết là tôi thấy anh nói nhiều quá có bị cái khẩu nghiệp không anh Kiệt? Con được phép mấy vị cho nói mà bác. À, cho nói hả? Ờ. Con thường xuyên tiếp chuyện, có lúc con nói cơ hơi cao thì cơ trời là hơi thay đổi, là giống như con nói để mà cho cái vận mệnh của nước mình có sự chuẩn bị bớt chết chóc. Mà mỗi lần con nói thì bên thiên ma nó quảng hồn, nó nói con xuống đây nói là miên sang xâm lấn phải không, chung cộng với 5-7 không, cái nó chạy chảnh nó tâu với cha ấy. Tại vì nó cũng là con bữa trên, xin giảm thời gian lại, tôi sẽ thay đổi, cũng đại khác mới như người đời mình. Thì cơ bằng với mình bị chậm. Nhưng mà thật sự thì cái lòng của con cũng đã cứu được người trung cộng, cái đập tam hiệp không bể là do con khấn. Nhưng cái ngay sơ bữa hổm không chiếm được thành Coet cũng là do con khấn. Nhưng mà thời nay á, khi xuống trần á, thì cha cho con là người giống như được sổ số. Chứ bao nhiêu á, từ thời Notre Dame, Venga tới Ấn Độ, bao nhiêu kinh điển của tất cả các tôn giáo, họ đều nói tới ngày hôm nay là ngày tận thế. Nhưng mà tới giờ chót này thì phải có người đứng quay số để sổ chứ. Thì con là người xuất hiện để chứng minh tất cả kinh điển tôn giáo trên thế giới là có thật. Chứ còn nói cái gì, khi nào con nói sai á, mới khẩu nghiệp. Còn nói tiên cơ là trúng thì làm sao? Nè con nói là chuyện Trump sẽ thắng, Cộng hòa thắng, chánh nghĩa sẽ thắng. Khi nào mà con nói mà cái gì mà có hại cho người mà có lợi cho mình, con cũng đâu có ham danh gì trên mạng đâu mà con ấy. Chỉ là người truyền tin thôi, ở trên truyền xuống sao mình truyền lại thôi, chứ con biết gì đâu là tin tức. Mà bắt coi 3 năm trời nay, từ trước khi Covid cho tới bầu cử, rồi tới chiến tranh, rồi cho tới nạn tai trên thế giới, cả những cái thời nay Biển Đông sắp dậy sóc, có gì không trúng đâu. Khi nào mình nói mà cái lòng người hoang mang, mà nó không có cái gì mà xảy ra đó, nó tào lao như kiểu mấy cái YouTuber kia, ông Trần Dần hay là ông Trần Quang Đại, tôi là Minh Dương rồi gì rồi. Tức là Cộng sản nó đặt ra những cái đó trước, để khi mà thứ thiệt xuất hiện á, làm cho lòng của con người giống như vậy nè, lỡ lỡ. Họ biết trước, họ biết tiên tri, họ biết. Tại Đức Sấm Cơ Đức Thầy là hàng mấy trăm năm đúng không? Họ biết thời nay thiên tử xuất hiện, bảo giang thiên tử xuất. Câu này 500 năm rồi đúng không? Nó đâu phải mới đâu. Thì ở bên chính phủ của bọn họ biết trước, thì họ lập ra một đống kênh xưng là thiên tử này, thiên tử nọ. Ở ngoài đó có mười mấy người giả đó. Mấy người đó mới là khẩu nghiệp á. Còn con làm á, là bao nhiêu người tâm được bình an, và mình sống trốn chui trốn nhủi Covid ở trong nhà. Nhưng mà khi mấy vị kêu con lên an ủi, hồi xưa từ đầu mấy vị kêu con lên an ủi để cho người ta thấy được có một cái tương lai. Còn hơn là mình không biết bữa nay giá xăng lên, Covid không biết còn Covid gì Covid nữa không. Còn nó không, nó vậy là xong, Omicron là vậy xong rồi đó. Rồi hiện giờ recession xăng lên, mai mốt có hết không? Sẽ hết, đảng Cộng hòa lên thì hết xuống. Nghĩa là con nói trước để cho mình có cái lòng tin để mình vượt qua thì là tốt. Còn những cái thằng mà nó không biết nói gì mà nó xưng tầm lum mấy người đó mới khẩu nghiệp à. Còn con là bác nghĩ ơi, con độ được hàng mấy chục triệu người trên thế giới, và những gì con nói là chúng gần 80-90%. Ở trên khen con mà. Mới đây cha cũng khen, mấy vị cũng khen con mà. Đức Thầy á, ngày hôm kia về, con giỏi á, bữa giờ thầy thấy con á, vì chúng sanh mà chịu khó ra ngồi nói chuyện. Những cái gì mình đang làm, mấy vị cũng đang đứng đây nè. Những gì mà con nói là mấy vị nó nghe trước hết. Con đọc cơ sấm, đọc thơ nữa là của mấy vị không. Nhưng mà chẳng qua là con không có nói tên ở trong đó vị nào thôi. Khi nào mà Đức Thầy la, con cũng có bị la chứ không có, bị cha cũng la, tôi Thượng Đế, cha mẹ con mà, như bác cũng có cha mẹ,
thì bác bắt điện thoại. Còn cha mẹ con là khi con khởi tâm á, là mẹ biết Phật mẫu, chị trong gia đình, rồi sư phụ, đức thầy, không phải một thầy đâu nghe, đó là Hòa Thượng Tế Công nữa, ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cũng đang thở đây, đều là sư phụ của con mà. Khi nào mà mấy thầy mấy vị mà chỉnh con á, mà nói à con đừng có nói như vậy, con phải nói như vậy, con làm theo lệnh chứ con đâu có làm theo ý con đâu, mà con bị khẩu nghiệp. Mấy vị á, cũng muốn cho nhân loại biết là mấy vị đang hiện hữu để lo cho mình. Mình cứ an tâm, mình cứ thay đổi về chót, ăn hiền ở lành, là mục đích của mấy vị cũng là như vậy thôi. Thì chẳng lẽ không lẽ giờ mấy vị phải hiện lên bầu trời khổng lồ nói chuyện bác có tin không? Còn bây giờ con nói chuyện qua điện thoại này, thân con cũng tướng cao cũng cỡ như bác, nó dễ cảm thông hơn. Còn mấy vị mà ngồi đây mà với một cái làn khói đó, bác đâu có dám ngồi ngay trước mặt mà nghe đâu, té đá quần rồi, đúng không? Chạy không kịp nữa, đâu có chú ý đâu nghe. Cho nên con là cũng như để mà lược lại những cái đó. Mấy chứ vậy không là làm để cho mình sợ, sợ là mình bị mấy gì bị tội làm sao. Phật mà, nên Phật nói qua con nói lại cho mọi người nghe. Thì nhóm người ngày này nghe, nhưng mà trên mạng này sẽ có chừng 50-70 triệu người nghe trong tương lai. Khẩu nghiệp là khi nào mình làm gì á mà có lợi cho mình kìa. Còn con ngon tàn là làm có hại cho mình không? Tốn tiền, tốn hơi, bị chửi, rồi nói tiền Việt Nam sẽ thành tiền giấy. Bây giờ thành tiền giấy thiệt mà con nói trúng hết trơn. Người con nói sắp sửa thay triều đổi vị, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Còn Việt Nam cứ nghĩ là Đức Thầy chết queo rồi đâu có xuất hiện. Con nói ổng sẽ xuất hiện á, 100% luôn. Có ai dám nói vậy không? Mà con nói đâu phải là một cái kênh channel Ngô Tuấn Kiệt Official, cái con đi xó con làm kênh khác. Con còn có chùa ở đây nè, con còn có cái hãng 3-4 cái building vòng vòng đây nè, muốn kiếm con dễ ợt. Rồi nhà con đó nè, nhiều chỗ để kiếm để mà đối chứng. Cái Thiên Long Sơn khổng lồ. Cho nên cái phần đó để cho bề trên lo, bác lo tu tập đây là. Chứ còn cái chuyện mà con bị, có lần con cũng bị phạt. Tại vì lúc trước á, mình 5-10 năm trước á, thì cũng còn người nửa đời á, nhưng mà đại khái là mình xuống trần á, quên hết 9 tháng 10 ngày trong bụng làm sao nhớ. Thì bề trên dìu dắt, nhưng mà cái cơ thể con á, nó đặc biệt hơn người thường. Con chỉ nói là cơ thể con đặc biệt người thường chút. Mỗi một vị thầy đọc kinh giỏi hay là ngồi thiền giỏi thì mục đích cuối cùng của họ là muốn đạt được cái điển, cái dòng hào quang của họ sáng hơn thôi. Nhưng mà vị nào giỏi thì một dòng, hai dòng, ba dòng là dữ rồi. Mà đa số con vô chùa con nhìn thấy không có vị nào, ít khi nào có nhiều dòng, một dòng không à. Cái đó còn hôm qua nói ngày chỗ này nha, nhưng mà con chỉ biết được điều á là thế giới này có thể gạt được, ai cũng có thể nói láo được, nhưng mà đừng nói láo với con dư thừa. Con chỉ biết vậy thôi. Mà cái đó nó cũng giống như đồ nghề thôi à, đâu có gì đâu, giống như một cái dụng cụ thôi, nó không có đưa mình đến thoát luân hồi sanh tử. Thoát luân hồi sanh tử là do cái tâm mình thật sự buông bỏ, nhìn gái cẳng cao mà không động lòng. Đấy, nhìn khó đó. Con làm được khó đấy. Đó khó đấy. Thấy gái đẹp mà không có rung động là tại nhà con có bà cẳng cao ấy, con nhìn ghét con chán, ra đường cũng vậy. Còn tiền á, mình nhìn tiền mình không có dính vào tiền. Lúc nào có tiền á cũng nghĩ nghĩ cái này mình xảy gì ta. Thường thường sư phụ mà có tiền là nghĩ là mua đất với xây dựng không à. Cho nên
mua gì cũng nghĩ cho cái quần chúng đông hết chứ, không có nghĩ cho cá nhân nữa. Con người bình thường là ai cũng như tôi bình thường thì tôi vẫn còn pha. Giống như con đeo đồng hồ này thì là của một cái group ở trong công ty con á. Tụi nó mua, nó nói giờ ở công ty anh là founder, tức là con là người sáng lập viên. Cũng giống như kiểu Steve Jobs hay những nhà sáng lập viên trên thế giới vậy đó. Thì con đeo này nửa năm 3 tháng cái con đưa lại tụi nó, cái đưa con cái khác đeo để anh chi phải không? Để sau này nó làm cái phòng triển lãm trong hãng. Nó chờ con chết để nó làm phòng triển lãm để mà nó kéo khách hàng thêm. Trời ơi, nó có nhiều chuyện để nó đầu tư vô người con lắm. Chứ cái giờ con đeo cũng không phải là chuyện của con nữa. Hỏi ủa cho này đâu vậy? Không biết mấy thằng đó nó lấy tiền khoảng nó mua nó trừ thuế nó kêu tao đeo. Tại vì khi mà nó vô cái hình này á thì mai mốt là nó làm cái phòng triển lãm. Đủ đạo đời. Ở đây là coi như là dàn sâu lẫn lộn, coi như hạt với gà cái là lẫn lộn, khó phân biệt lắm. Phải có tin mắt là anh nhìn được không? Ông hòa thượng nào mà ông chân tu á là ông nhìn cái người là ông biết là người này đã tu bao nhiêu kiếp rồi đó. Như mình trường hợp mình thấy như là cái trường hợp mà Tế Công đó. Ông Tế Công mà khi mà tới hòa thượng ông tu là ông biết ông này là tu còn cao hơn ông nữa. Nói công là tất cả những người mà thành Phật là chứng được A-la-hán đúng không? Đúng. Nhưng mà hòa thượng Tế Công là giống như là coi tất cả các vị A-la-hán. Tất cả những vị Phật là ở dưới hòa thượng Tế Công, do hòa thượng Tế Công cai quản. Còn nói thật, khi mà ông vô cái chùa đó là coi như ông trụ trì ở đó ông ra. Những vị A-la-hán là ở dưới cai quản bởi hòa thượng. Thì theo con biết là vậy. Ở cái thời nay bà hai vị cũng giống như là ở bên tay phải thì Phật Di Lặc, tay trái là Hòa Thượng Tế Công. Ở cái thời này để mà lập cái thời Hoàng Kim mới này nè, là hai vị đó là lo cho ở bên cạnh của cha đó. Ông lên lộn rồi đó, ông vô. Không, là bên cạnh của Thượng Đế, con đang nói về cõi trời, là bên tay phải hộ pháp thì là Phật Di Lặc, tay trái là Hòa Thượng Tế Công, là hai vị đó. Nhiều người trên mạng thì hỏi sao con mấy em gài như mình mỗi một lần mình quay vậy là một cái clip đúng không? Đâu phải rảnh đâu mà làm clip mà không tiếp xúc, không có tiếp mấy bà con á, thì có những người ta ở xa tới thì lòng dạ nào mình không cho ta lên núi mà không gặp nữa thì đâu được, thì thôi sẵn để quay rồi nói chuyện vu vơ luôn, nói chuyện mênh mông thênh thang luôn, ai nghe được gì cứ nghe, chứ là con rất là bận, chứ không có. Công việc của anh là nếu mà anh đã lo một cái bao nhiêu nhân viên ở hãng xưởng thì không, thật sự hãng là có cái ban bội nó lo hết rồi. Con chỉ cần nhìn hai số cộng số trừ được rồi. Mỗi tháng tụi nó đưa con vài triệu con đi mua đất cho làm đạo được. Con đâu có xài gì nhiều đâu. Thấy cái áo này á, mặc là phải bữa giờ cũng cỡ 6 tháng rồi á mà chưa có try clean. Con nói là thiệt, con cái bầu áo nó đen thui đúng không? Thấy đen quá rồi đó, bắt đầu mới mời mặc bữa nay nữa cho nó đi try clean luôn. Chứ cứ mặc về cứ móc lên không à. Tôi có nghe những vị hòa thượng mà nói là những người mà chân tu đó thì coi như là họ trời lạnh không thấy lạnh. Nó tự động nghĩa là cái thân nhiệt của họ tỏa nhiệt ra, không có bao nhiêu người là phải mặc áo ấm không? Mà hỏi ông anh có ngày có một bữa thôi. Một bữa thôi, anh chỉ có một bữa thôi. Mà coi như là nghĩa là nóng cũng không ra mồ hôi mà lạnh cũng có nghĩa là đại khái là coi như là người không có bao khi mà đang đọc kinh mà làm mà lễ đây á là trời nóng vậy là bao nhiêu thầy đều đổ mồ hôi hết mà ổng là không có. Ổng đổ mồ hôi mà không hôi, người không hôi. Chân tu đó, mới là người chân tu đó. Con. Trường hợp anh kia anh nói kia anh nói cái đó là tôi
Sao xéo vậy? Là người Việt, riêng người Việt mà ngay cả thế giới này. Đó, con không biết vụ đó. Con chỉ biết người con không có mùi hôi được. Đây đó, phải đi học. Anh đã thử một tuần lễ anh không tắm thôi, anh có hôi không? Đó, nó hơi ngứa. Hơi ngứa hả? Chứ những cái vị cao tăng đôi khi kẹt đó. Thường thường áo quần áo của người thường còn đâu có hôi đâu, cái này 6 tháng rồi đâu có hôi gì đâu. Một ngày mà trời nắng nó mồ hôi nó ra rồi mà cởi ra cái là mặc vô mình hôi. Không, con trời nắng cái nào vậy nhưng mà con nó bị ẩm ướt phải không? Rồi lấy ra hồi cũng không có hôi nữa. Cho nên nó mới 6 tháng. Là mồ hôi. Nhưng mà con có mồ hôi rồi, hồi nó cũng thơm à. Ngộ. Trường hợp đó là cơ thể của anh nó tiết ra một cái ấy. Cũng giống như kiểu như là dán hương á, mà khi mà nàng tê, hiện ra là mùi hương nó tỏa ra. Hàng chi nhà ăn dở đẻ hung hoài. Không, cái này tôi nói bên trên bên chuyện là miễu trai chí vị đó. Khi mà dán hương hiện ra là mùi thơm tỏa ra xung quanh đó. Hồi xưa mình đang ngồi đây mình nói chuyện đây đi ha. Con đầu chiếc OV đó khoảng năm 2005, 2004, 2003, từ năm 2000 đổ lên tới 2007 thì mỗi cuối tuần con ở đây có một mình. Con nuôi ba con chó mặt rê chạy vòng vòng sân này, lúc đó này là chưa là ở chùa. Mình đang kể chuyện thời xưa lại một chút. Thì cái chiếc OV đậu phía sau cái làng cây ở chỗ container thì cổng gạo đóng thì thả cho con chó chạy 3-4 thầy trò chơi nhau, tại con không có bạn. Vợ cũ thì nó thích đi tiệc tùng bún bò quế barbecue birthday lu sù bu, còn mình thì mình thích yên tịnh, mua chiếc OV rồi cuối tuần mình thích yên tịnh vậy nè. Nhưng mà tối ngủ cũng ngủ mình thì nhà thì bãi mấy đứa con ngủ đẳng. Cái có một buổi tối ngủ trời mưa ầm 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 trên chiếc OV, cái tiếng nó lớn lắm, nó không giống như trong cái nhà của mình. Cái giữa cái building rộng thênh thang không có một bóng người mà nghe tiếng gầm ram ram, tiếng người ta đi á, mà tiếng người đi thì làm gì mà giọng như xi măng kêu dữ vậy. Cái mình nghe vậy rồi mà nó càng đi càng gần mới cái cửa OV của mình mới chết chứ. Lúc đó cũng phải ớn thì không ớn, tại con đâu biết sợ là gì. Mình chỉ biết là mình là người tốt, không ai hại mình. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ăn trộm hay mấy con mễ rồi nó leo hòn gào vô nó quậy thôi. Nhưng mà cái tiếng này không phải mễ. Mễ nó ăn trộm nó làm nhẹ nhàng lắm, còn cái này nghe tiếng đùng 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 mà đi gầm râm vậy đó. Lúc đầu cái xe OV thì mở cái cửa ra không thấy ai hết, cái kệ bà vô ngủ tiếp mà làm mấy chập. Người đến sau này á, lúc đó mua building này rồi không có hiểu cái lý do gì, cái bắt đầu vô Google search vào khoảng năm 1998, tại đây là hãng WinTech, cái này là cái công ty của Đài Loan nó làm chip á, WinTech. Thì thời đó người Việt Nam mình một nhóm nó vô đây nó ăn cướp, tại vì nó làm chip, thời đó món chip mới ra mắc tiền lắm, tiền mặt rồi nữa, nó vô nó ăn cướp. À, mấy Việt Nam nó cướp cái công ty này của Đài Loan. Rồi cái có một thằng tên là gì ta, Chong Phao gì đó, quên tên nó rồi, mà tên nó tên Tàu. Nó đậu đậu ngay chốc chỗ chiếc xe trắng trắng đằng kia đó, SUV á. Đến đây cho bà con coi. Đó, chiếc xe trắng trắng mà chiếc SUV nó có chiếc Toyota hơn Honda kế bên á, chỗ cái bụi cây đó. Thì đậu đó. Ở trong này á, mấy thằng Việt Nam rượt thằng Tàu đó, mà nó bị tật, nó bị sụi cái chân, rồi nó mang cái nạn, nó chạy đâu có kịp. Rồi mấy ông Việt Nam mình bắn sau lưng người ta, chết. Thì nó gục, nó ngã, nó chết, vừa nó tính vô xe để nó chạy, nhưng mà chạy không kịp.
thì nó chết ngay đó, nó có án mạng. Rồi trong không biết nó cũng có giết bao nhiêu người ở trong đó nha. Đó, vì đến còn con ngủ là ngay chỗ container đẳng là chiếc xe xe mobile home của con á, là ngủ ở đằng đó. Đó là câu chuyện đó. Thì nó cũng người hiền chứ, nó hoài vậy mà nó người hiền thì nó chết cũng thành ma hiền. Đó là câu chuyện ma ở đây có thiệt. Thì sau đó mình cũng không thấy mình làm bạn nó, hay tao chủ building nè mày, mày muốn làm bạn tao làm bạn mà đừng có nhát tao hoài nha. Thì sau đó nó cũng không có nhát mình nữa. Rồi đến một ngày cái hộ nằm ngủ thì thấy bầu hòa thượng Thiên Hóa đó, ổng mới dẫn cho phụ bay, bay trong không gian nè, đi ổng như ông đi đã lắm, bay vòng vòng đi thăm chỗ này chỗ kia chùa tháp rồi vậy đó. Rồi lúc đó đó có một mấy vị mới về nói à, sau này chỗ này sẽ là cái ngôi chùa. Thì xưa mình hồi thời đó mình đâu có khái niệm gì, tự nhiên cái công ty mình sao làm chùa vậy á, mà sáng đêm thức dậy phụ dọn sạch hết cho người ta lót gạch ở trong đó, giờ gạch không á là làm ngày làm đêm, lấy hết mấy cubicle dọn ở building gần đây, mọi bên kia cũng là kia, hãng KNT nữa, đi bộ ngang hàng rào thôi, hiện giờ cũng đang hoạt động bà đó. Thì từ đó biến cái nơi này làm chùa. Trời ơi, lúc đó con vợ nó quậy, bà đâu không giáo, bà đâu chịu. Mỗi ngày bà lạng chiếc xe Mercedes ở đây, bà vô đây, bà kiếm Phật tử bà chửi. Bà mấy ông dụ chồng tôi mở chùa. Rồi cái bà chửi cho phụ nó, nói ông không đóng cửa chùa, tôi ly dị ông mà cứ hâm hòa dọ hoài. Mà hồi xưa mình là chủ rồi cũng là đánh thì cũng hơi thẳng lắm á, nóng á, nhưng mà khi mình biết mình có lỗi đâu có dám nóng. Cái ngồi ngay giữa chánh điện trước tượng Phật á, ngồi thiền, bà đi vòng vòng, bà chửi bà sĩ giả xuống mà không dám đụng đầu nghe, sĩ thôi. Ông không đóng cửa chùa, ông nghĩ ông ngồi đây ấy, ba mẹ con tôi bỏ ông đại khái đủ thứ hù, ngày nào cũng vậy. Thời đó khổ lắm, vợ đâu có chịu mở chùa. Tại cái building thời đó là 5.7 triệu, bây giờ là 15 triệu, phải không, là một số tiền lớn của thời đó. Bà đâu có muốn lấy làm cái chuyện mà đi cho người ta, tại con tuyên bố với mọi người con cho cái này cho giáo hội mà, thì y chang như giờ mình làm vậy đó. Mình đang nói chùa Phim Manh này nè. Thì bà quậy quá, cái nói thôi giờ bà đừng chửi tôi nữa, tôi có thời đó còn có 6 cái building, tôi cho bà hết, tôi cho bà luôn cái hãng luôn, bà chửi chỗ này lợi thôi. Khi mà cái đầu nó đã thích rồi á, không ai cản mình được. Ý của nó là bao nhiêu tiền công ty đang làm chủ, mấy nhân viên cũng quải luôn á. Rồi cái bắt đầu cái thằng general manager, tức là thằng tổng quản lý á, dưới quyền của con á, bắt đầu nó cua bả. Nó người mễ. Cua. Rồi cái bả nghĩ là ông nội này đi tu, tại thời đó trở lại cái câu hồi nãy bác hỏi á, là sao không đi tu luôn đi, còn đời làm chi đó, thì đang kể luôn nè. Thì nó mới cua bả, hay là bả cua nó mình không biết. Để mà khi mà con rời khỏi cái thế giới mà tiền tài á, thì ít nhiều bà cũng có người quản lý ở ngoài đó, thì bà coi tiền thôi. Chắc cái công thức của người ta tính vậy. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Rồi họ cặp bộ nhau, rồi đâm đơn, rồi ly dị, đại khái thời đó. Khi chuyện xảy ra, thì khi mà mình đã nhượng hết cái thế của mình giữ cái này để mình làm chùa, họ lại vẫn tiếp tục, họ muốn cái này nữa. Nghĩa là lòng tham của con người nó như vậy đó. Thì mình nói tóm lại câu chuyện, thì cuối cùng tòa ổng xử. Người ở Mỹ này á, mình mới hiểu cái luật Mỹ nó khôn lắm, tòa cũng khôn lắm. Một người nào mà có tài sáng lập ra một công ty có hàng trăm hàng ngàn người đóng thuế cho chính phủ Mỹ, thì người đó là giữ cái công ty. Chứ cái người mà không có biết giữ công ty sẽ phá sản, thì sẽ giật nợ với nhà băng, đúng không?
Còn cái người mà lập cái công ty thì sẽ đóng thuế cho Mỹ hoài, đúng không? Tức nghĩa là nó giữ con giấm cái, giữ con ông bầu, chứ nó không muốn giữ ông thợ. Thì cuối cùng chính phủ Mỹ luật, ok, nếu mà mày không muốn giữ hãng phải không kiệt, thì mày phải cho con số. Có nghĩa là con số mà đa số là mình thòi tiền. Tóm lại là con đưa tiền, con giữ lại được hết tất cả, giữ được cái này, giữ được cái hãng. Nhưng mà ôm trong một đống nợ thời đó khoảng 16 triệu. Mà sau này con làm trả lại hết. Thì mình nhờ cái lòng tham của người ta, mình phải dùng cái chữ là nhờ cái lòng tham của người ta, thì bây giờ cái hãng vẫn còn hoạt động. Thì nó mới có tiền, nó mới đẻ ra Thiên Long Sơn, thì nó mới đẻ ra Houston. Chứ thời đó mà con ngồi trong ngóc như bác vậy, làm gì mình có Houston, làm gì mình có Thiên Long Sơn nữa, đúng không? Mà Thiên Long Sơn càng ngày con cũng mua đất bự hơn nữa. Trường hợp anh nói là đúng rồi chứ, trường hợp anh đỡ vào đời là khó hơn là anh đi giúp áo anh mua hết cái đó để mà chỉ tu công rồi. Tại xưa mình cứ nghĩ là anh mới có thể giúp được nhiều người nữa. Với bữa mà Việt Nam bị Covid á, con đổ vô một đống cái máy mà thở á, gửi về bển. Mấy cái nhà có mấy bác ở ngoài bển á, lúc trước còn gửi về Sài Gòn, nhưng mà không biết sao á, nó không đưa vô Sài Gòn, đưa ra Hà Nội á. Rồi sau này đợi gửi đợt thứ nhì đưa vô Sài Gòn. Gan rồi bây giờ là uống nước chín nấu rồi, như nước chín nấu thôi. Và tôi có đem theo nước chai đây, tại vì thay gan rồi dễ bị nhiễm trùng lắm, cái hệ miễn nhiễm là mà thời đó cá nhân con á có khoảng 1000 cái ao vàng tròn tròn từ của Mỹ á, với đồng hồ sang trọng đồ, con có mười mấy cái luôn. Nhưng mà đến lúc mình không ham á, con lấy con cúng dường hết, cho càng lẹ càng tốt, chứ để một đống cho Novi không biết mễ nào vô nó ăn cướp thì sao. Mình không có gì để giữ cái đó khỏe, cho nên thời đó mấy thầy Tây Tạng, mấy thầy Việt Nam giờ con cúng dường cho hết. Nhưng mà ít nhiều á, mình có được một cái cảm giác là mình là buông hết nó như thế nào, rất là vui.